đôi bàn tay thắp lửa. Vâng, ngày hôm nay chính là hẹn gặp lại. Và tôi đang rất nóng lòng để hát những bài hát hit mà trong tuổi thơ của tôi. Lần đầu tiên tôi nghe Bức Tường hát trong SV96, tôi đã trở thành một fan của Bức Tường. Vâng. Nếu các bạn yêu Bức Tường thì thôi yêu luôn Tùng Dương luôn. My